Rồi rồi, DLC The Indigo Disc giới thiệu tổng cộng cho người chơi khoảng 7 Pokemon mới, bao gồm cả huyền thoại. Và hôm nay, chúng ta sẽ đi vào chi tiết sức mạnh của từng con, để coi tụi nó có thể thay đổi được cục diện đấu trường hay không. Khi mà tụi Paradox như là Flutterman, Iron Hands, Roaring Moon, cùng một đám huyền thoại như là Chimpao, Landorus, Urshifu, cứ thỏa sức tung hoành đấu trường bấy lâu nay. Đầu tiên là Hydrapple, là dạng tiến hóa của Diplin. Dù đã được hint từ bản DLC The Teal Mask rằng Diplin có thể kích hoạt được Eviolite, nhưng mà lúc thấy được dạng tiến hóa cuối cùng này không khỏi khiến người chơi hứng thú về thiết kế cũng như là sự đầu tư về mảng truyền thông cho nhà rồng táo này. Trước đó thì dù cho Diplin có kích hoạt được Eviolite đi chăng nữa, nó cũng không phải là một Pokemon thật sự tốt vì sinh lực và phòng thủ đặc biệt 80, nên nó không thể nào trụ sân tốt với song hệ cỏ và rồng bị gấp 4 sát thương bởi hệ băng được. Đặc tính Super Sweet Surf cũng chỉ giảm né tránh của đối phương một lần duy nhất, và công đặc biệt thì không quá cao để có thể kết liễu một ai. Nếu mà nó có chứa Acid Apple của Appletune thì mọi chuyện đã khác, nên người ta rất mong chờ vào dạng cuối cùng của Hydrapple nó sẽ làm được trò trống gì. Và thật sự, Hydrapple đã không làm người chơi thất vọng. Với tổng chỉ số lên đến 540, đây có thể coi là tổng chỉ số cao nhất đối với một Pokemon hệ cỏ từ trước đến giờ, không tính huyền ảo huyền thoại nha. Sinh lực lên tới 106, giúp cho nó trụ sân vô cùng tốt. Phòng thủ 110 vẫn giữ nguyên, và công đặc biệt được nâng lên đáng kể là 120. Giờ đây người chơi có thể yên tâm về sức công phá của nó. Tuy nhiên thì vấn đề của nó là thủ đặc biệt 80 và tốc độ 44. Hai điểm yếu trên dẫn đến giải pháp cho nó phải cầm theo Assault Vest, giúp tăng 50% thủ đặc biệt. Bù lại thì nó sẽ phải là Pokemon chuyên tấn công, chứ không còn là hỗ trợ tấn công như là Diplin nữa. Từ đó ta có thể bỏ đi chiêu Surf Bomb, mà thay vào đó là chiêu hệ cỏ sát thương cao như là Leaf Storm và chiêu hệ rồng cực mạnh như là Draco Meteor. Nếu nhìn vào hiệu ứng phụ giảm hai bậc công đặc biệt của hai chiêu trên mà e ngại, thì nhà sản xuất đã ban cho một Pokemon có sinh lực dồi dào như là Hydrapple một đặc tính cực kỳ tốt, đó chính là Regenerator. Đặc tính giúp hồi 1/3 sinh lực mỗi khi Pokemon rút về bóng. Sau khi trở ra thì những chỉ số bị hạ của nó sẽ được reset lại luôn. Chưa kể nếu bạn không chắc ăn về Draco Meteor vì tỷ lệ thành công chỉ có 90%, thì chi độc quyền của nó, Fickle Beam, sẽ là phương án tuyệt vời. Tuy chỉ có sức mạnh là 80, nhưng nó sẽ có 30% khả năng tăng gấp đôi sát thương thành 160 và không có bất kỳ hiệu ứng phụ nào. Đã vậy tỷ lệ trúng là 100%. Hai slot chiêu thức còn lại có thể cân nhắc cho nó là Earth Power để bao phủ hệ rộng hơn, và Terra Blast nếu trong trường hợp muốn kháng hệ băng thì Terra thành hệ lửa hoặc là hệ thép sẽ là lựa chọn không tồi. Rồi mà bắn Terra Blast một cái là ngon lành luôn. Với tốc độ 44 thì đúng là chúng ta sẽ đánh sau, nhưng nếu mở được Trick Room thì đối thủ rất khó mà sống sót sau 5 hiệp. Nên đồng đội đi chung với Hydrapple nên khuyến khích là có một con có thể bật được Trick Room nha. Rồi bây giờ qua tới Acheloadon. Acheloadon là dạng tiến hóa của Duraludon. Vốn Duraludon đã có một bộ chỉ số khá cao so với một Pokemon cấp 1 là 535 rồi, nên ban đầu khó mà tưởng tượng được Acheloadon sẽ có chỉ số ra sao. Và bùm, tổng chỉ số 600, ngang ngửa á thần và huyền ảo luôn. Sinh lực 90, công vật lý 105, thủ vật lý 130 và công đặc biệt 125. Có điều nó vẫn bị thọ ở thủ đặc biệt chỉ có 65. Điều này có nghĩa trang bị Assault Vest là vô cùng cần thiết. Lên maximum chỉ số sinh lực và để dành một ít cho thủ đặc biệt sẽ giúp cho nó trụ sân lâu hơn một chút. Vì mang song hệ khá tốt là thép và rồng, nên nó chỉ bị kháng bởi những hệ như là giác đấu và đất. Mà hai hệ này đa phần là những chiêu vật lý, nên yên tâm đôi chút, yên tâm một chút thôi nha. Chứ mà dính mấy chiêu như là Aura Sphere hay là Earth Power thì cầu nào cũng sập thôi. Và nếu mà mang Assault Vest thì đồng nghĩa với 4 chiêu của nó phải hoàn toàn là tấn công. Electro Shot hiện đây là chiêu độc quyền của Acheloadon, với lượt đầu sạc sức mạnh và tăng một bậc tấn công đặc biệt. Lượt sau sẽ gây sát thương với sức mạnh 130, chắc chắn sẽ tiễn rất nhiều đối thủ về miệt vườn. Còn nếu trong trời mưa thì chiêu này sẽ chỉ cần một lượt thi triển mà thôi, giống với Solar Beam nhưng mà sức mạnh thì cao hơn một chút. Flash Cannon sẽ là chiêu stab hệ thép phù hợp. Draco Meteor sẽ là chiêu hệ rồng dùng để kết liễu đối phương ngay lập tức. Còn một slot cuối cùng ta có thể nhìn qua bên đặc tính Stamina của nó, vì đặc tính này sẽ cho phép tăng một bậc phòng thủ mỗi khi Pokemon bị nhận bất kỳ sát thương vật lý hay đặc biệt nào. Nên Body Press là chiêu phù hợp cho Acheloadon. Vốn dĩ thủ vật lý của nó đã khá cao là 130, nên đi với đặc tính này, càng bị nhận sát thương nhiều thì chiêu Body Press này đánh càng thấm thía. Nhưng việc quá thọt ở mảng đặc biệt sẽ không dễ cho Acheloadon đứng múa trước mặt Flutterman, Kotengo và con Paradox tôi sắp kể tên tiếp theo đây. Yeah.
là Paradox quá khứ của Raikou. Thiết kế của nó thì tôi thấy là đẹp khỏi bàn, nhưng chỉ số của nó còn đẹp hơn nữa. Sinh lực 125, vô cùng dồi dào, cùng với phòng thủ vật lý và đặc biệt ở mức khá, nó chắc chắn sẽ không bị one hit KO trong vòng một đòn. Nhờ đó mà công đặc biệt 137 sẽ bổ trợ rất tốt cho việc tấn công của nó. Đặc tính Protosynthesis khi cho cầm Booster Energy sẽ tăng thêm 30% sức mạnh cho chỉ số mảng đặc biệt này. Dù cho tốc độ nó chỉ có 75, không hề cao so với các Paradox khác, nó cũng có một chiêu ưu tiên không thể nào đáng sợ hơn là Thunderclap. Với sức mạnh là 70, sẽ đánh trước đối thủ nào dám tấn công vào nó, như là một kiểu Sucker Punch mà hệ điện thôi. Với nguồn sinh lực dồi dào thì Calmine sẽ là chiêu vô cùng phù hợp để nó có thể tăng tấn công ở lượt 1 và phủ đầu bằng Thunderclap ở lượt sau. Snore sẽ là chiêu giảm tấn công đặc biệt phòng khi đối thủ là những Pokemon đe dọa được Raging Ball như là Flutterman hay là Expanding Force của cặp đôi Indeedee và Amarouge. Sẽ ra hệ ẩn phù hợp cho Raging Ball, giờ đây sẽ có thể là hệ điện để tăng sát thương cho chiêu Thunderclap. Hệ cỏ sẽ là hệ nhằm giảm sát thương của hệ đất, vô hiệu hóa chiêu Spore và Rage Powder. Còn mấy slot chiêu còn lại có thể cân nhắc cho nó học là Draco Meteor, rồi dùng Volt Switch để đảo đồng đội ra sân và reset lại tổng chỉ số đã bị giảm sau khi sử dụng chùm sáo rồng. Nói chung thì Raging Ball sẽ là nhân tố khá tiềm năng để làm mới đấu trường trong thời gian tới đó. Và trước khi đi qua Pokemon tiếp theo thì kênh VPokédex cũng nhờ tôi chúc mừng những bạn sau đây đã giành được chiến thắng thuyết phục trong cuộc thi viết truyện về Pokemon chủ đề Giáng sinh. Top 7 bài có điểm cao nhất bao gồm: 1. Cuộc đua đêm Giáng sinh của Lâm Gia Bảo. 2. Nắng thủy tinh của tác giả Phương Thảo. 3. Phước lành của Chúa của tác giả Fukuya. 4. Đèn neon vượt thời gian của tác giả Trần Bảo Ngân. 5. Giáng sinh ở thành phố Snow Point của tác giả Kiên Dư Ngân. 6. Eyes of the Battle Mission của tác giả Khôi Minh. 7. Sân băng trong nắng của tác giả Thiếu Muối. Để tiếp nối sự kiện viết truyện này thì kênh VPokédex cũng tiếp tục mở cuộc thi tương tự với chủ đề là ngày Tết, lễ hội truyền thống, vẻ đẹp mùa xuân, cây cỏ hoa lá, bảo vệ thiên nhiên, sự gắn bó giữa gia đình và cuộc sống của các Pokemon trong rừng. Để tìm ra những bạn có những giải thưởng tương ứng như sau: giải nhất 500.000, giải nhì và giải ba mỗi giải 200.000 và 4 giải tư mỗi giải 150.000 và vô vàng giải 100.000 đối với những bài mà kênh nói với tôi rằng đọc nghe ổn. Mọi câu chuyện mà bạn viết vui lòng gửi về Gmail của kênh VPokédex, tôi sẽ để ở trên màn hình cũng như là phần mô tả phía bên dưới, và bài mẫu tham khảo cũng ở trong phần mô tả đó luôn. Chúc các bạn may mắn ha. Tiếp đến là người bạn đồng môn Gouging Fire. Tuy có thiết kế hơi rườm rà con mắt thật, nhưng mà về sức mạnh thì nó lại khá là đáng sợ. Chỉ số đồng đều, không có mặt nào quá nổi trội, nhưng chiêu độc quyền Burning Bulwark là bước ngoặt làm nên sức mạnh của nó. Chiêu này giống với chiêu Protect nhưng sẽ gây bỏng cho những đối thủ dám đánh trực tiếp vào Gouging Fire. Bạn sẽ nói với tôi là: ủa, chỉ là chiêu phòng thủ thôi, có gì hay đâu, nó giống như là Baneful Bunker của Toxapex thôi mà. Mấu chốt là ở chỗ, nếu bị dính độc từ Baneful Bunker chỉ có thể mất máu mỗi lượt mà thôi. Còn nếu dính bỏng thì những đối thủ theo hướng vật lý coi như bị mất 50% công vật lý luôn, thành thương binh lịch sử luôn. Mà những đối thủ theo hướng vật lý trên đấu trường hiện tại nhiều như nấm mọc sau mưa vậy đó: Iron Hands, Urshifu, Chimpao, Roaring Moon, Dragonite, Rillaboom, Landorus, King Gambit, một rừng. Trong số đó đặc biệt khó chịu là chiêu fake out của Iron Hands. Nhưng nếu trên sân có Gouging Fire, đối thủ chắc chắn không dám fake out, vì nếu không nó sẽ bị phế luôn cả trận đấu. Rillaboom với Crash Decline cũng sẽ phải dè chừng vì chẳng gây được bao nhiêu sát thương mà lại còn bị bỏng thì chẳng phải quá lỗ sao. Cho nên bể chiêu thức của nó nên có Burning Bulwark. Sau đó thì thêm Hole dùng để tăng một bậc công vật lý cho cả mình và đồng minh. Breaking Swipe, chiêu này đánh cả hai đối thủ cùng một lúc và giảm một bậc công vật lý của chúng. Còn lại thì có thể là Flare Blitz, Dragon Claw, Earthquake hay là Stomping Tantrum, tùy ý. Từ đó thì có thể suy ra vai trò của Gouging Fire sẽ là hỗ trợ tấn công cho đồng đội và quấy rối đối thủ. Nên đối với Gouging Fire có thể tăng tối đa sinh lực, sức chống chịu và lên một chút ở tấn công, tập trung ở phần tốc độ sao cho nó có thể nhanh hơn Landorus sau khi được bóp tốc độ bởi Booster Energy. Và thế là lại có thêm một đứa Paradox quá khứ đáng sợ nữa sắp ra trận rồi đó. Quá khứ xong rồi thì chúng ta phải nói đến tương lai. Mở đầu tụi tương lai đó chính là Iron Crown. Thiết kế nhìn cũng ok, cũng được mắt. Chỉ số của nó theo tôi là đồng đều về thiên hướng công đặc biệt với 122 điểm. Tốc độ là 98, sẽ rất phù hợp nếu ta cho nó cầm theo Booster Energy. Build làm sao mà cho tốc độ cao hơn công đặc biệt một chút
thì ta sẽ có một sweeper hạng nặng rồi. Điểm cộng nữa của Iron Crown là sinh lực và phòng thủ, cho phép nó có thể counter một lượt để sát thương được tăng cường. Expanding Force sẽ là chiêu nên học của Iron Crown nếu muốn một phát tiễn đối phương đi bụi. Chiêu độc quyền Taken Cutter có sức mạnh là 50 và cho phép đánh liên tiếp 2 lượt, tức là tổng sức mạnh bây giờ là 100 mà còn có thể phá được Focus Shards và đặc tính Study. Biến chiêu này thành chiêu vật lý hệ thép mạnh mẽ nhất hiện tại mà không có rủi ro gì, dễ dàng phá được Focus Shards của Chim Pao hoặc là Flutterman luôn. Chiêu cuối cùng có thể cân nhắc cho nó là Protect để đánh trong đấu đôi, hoặc là Terra Blast rồi Terra thành hệ nước để khắc chế những Pokemon như là Kratos, Hisuian Arcanine và sắp tới đây là Incineroar nữa. Nói chung thì Iron Crown tuy bị đánh giá không quá nổi trội so với con Paradox tương lai tiếp theo đây, nhưng không có nghĩa là nó không quậy được nếu đạt đủ điều kiện. Và bây giờ là con Paradox lỗi game nhất theo đánh giá của tôi. Iron Boulder, dạng Paradox của Terrakion. Mà trước khi nói về sức mạnh thì... Ủa, thiết kế nó đẹp mà ta. Tính ra tôi không phải là fan của Paradox tương lai lắm, nhưng mà thiết kế của Terrakion khá là ok đối với tôi, ít nhất là khi so với bộ ba kiếm sĩ. Giờ thì nhìn qua kỹ số của nó trước đi. Tôi thật sự bất ngờ và bật ngửa khi mà thấy với thân hình đó, tốc độ của nó lại lên đến 124, đi kèm với công vật lý là 120. Rõ ràng là với chỉ số này nó quá hợp trở thành một sweeper vật lý. Bây giờ thì chiêu thức làm nên độ đáng sợ của nó là Mighty Cleave, hệ đá, với sức mạnh 95 và 100% khả năng đánh trúng. Đặc biệt là không thể bị chặn bởi bất kỳ chiêu bảo vệ nào như là Spiky Shield, Protect hay là Burning Bulwark, nhưng mà vẫn sẽ nhận hiệu ứng phụ nếu có nha, chứ không nhận ai chơi lại. Đây là một trường hợp chiêu hệ đá hiếm hoi mà có độ chính xác tuyệt đối như vậy. Hệ đá vốn rất mạnh ở mạng tấn công, vì khắc chế được 4 hệ, chỉ đứng sau hệ đất với 5 hệ. Nhưng không hiểu tại sao hệ đất thì tỷ lệ trúng đòn vô cùng cao, còn với mấy chiêu hệ đá thì hết 90% là tỷ lệ trúng đòn dưới góc ghẻ. Một kiểu như cầm đá chọi nên là khó trúng hay sao ta. Còn hệ đất thì chạy đâu cho thoát, kiểu dễ hen. Quay lại thì tôi thấy chỉ một chiêu đó thôi là đủ béo càng rồi. Cầm theo Booster Energy thì tốc độ lúc này của nó là out trình chắc chắn, nên là Zen Headbutt với 20% gây flinch sẽ là lựa chọn hợp lý. Rồi chiêu Rock Slide trong đấu đôi thì phiền phức cỡ nào ai cũng biết rồi ha, có 30% gây flinch lận mà. Một slot cho chiêu Shock Dance để đánh cho thốn nè. Close Combat cũng có thể là một lựa chọn tốt đối phó với những Pokemon hệ bóng tối, mấy đứa như là King Gambit hay là Chimpao đều có Sucker Punch, nên là gặp tụi này cũng hơi rén đó. Không thì có thể cân nhắc cho nó học Protect trong đấu đôi, vì song hệ đá và siêu linh kéo theo một đống điểm yếu, nên nếu không có chiêu thủ nào mà cứ lao vào đánh không thì cũng sẽ về vườn sớm trước khi kịp kết liễu chủ lực của đối phương lắm. Và đó là sức mạnh của Iron Boulder. Bây giờ chúng ta qua huyền thoại của bản TLC này. Chính là Terrabagos, là một Pokemon huyền thoại chủ chốt của thế hệ thứ 9, nên là sức mạnh của nó chắc chắn không phải vừa vặn gì rồi. Nó có 3 hình dạng. Dạng thường, tôi thắc mắc không biết cho vào có ý nghĩa gì không, vì mỗi khi bắt đầu trận đấu, nó sẽ dùng đặc tính Terra Shift mà biến thành dạng Terra Store luôn. Rồi dạng Terra Store này sẽ được sử dụng cho tới khi bạn quyết định biến nó thành hệ Stella, vì một hình dạng sức mạnh mới lại xuất hiện, cho nên tôi sẽ nói về hai dạng là Terra Store và dạng Stella của nó thôi ha. Đầu tiên là dạng Terra Store. Dạng Terra Store có tổng chỉ số là 600, và theo như phân bố chỉ số thì nó thiên về chống chịu và phòng thủ. Nói chung là nó không quá nổi trội về mặt tấn công, nhưng không có nghĩa nó đánh không đau, vì với sức phòng thủ vốn có, nó có thể set up được Calmine và Rock Polish, dùng để tăng tấn công, phòng thủ và tốc độ. Sau đó sử dụng Store Power, một chiêu cộng dùng sát thương tương ứng với tổng chỉ số được tăng của Pokemon. Bên cạnh đó, vì hệ thường nên nó có hầu hết những chiêu tấn công mạnh mẽ của các hệ khác như là Flamethrower, Thunderbolt, Energy Ball, Ice Beam, Earth Power, Bug Burst, Dark Pulse và Dazzling Gleam nữa. Nói chung là nhiều vô số kể. Chiêu độc quyền của nó là Terra Starstone, mang hệ thường và có sức mạnh là 120, không có bất kỳ rủi ro gì. Chiêu này ở dạng Terra Store mạnh thì có mạnh đó, nhưng vẫn chưa quá đáng sợ so với khi Terrabagos biến thành hệ Stella. Tôi sẽ dành một chút thời gian để nói về khái niệm hệ mới. Stella là một hệ mới, không có trong tự nhiên, mà chỉ có được thông qua cơ chế Terra biến thành hệ ẩn, là đúng là hệ ẩn thiệt luôn đó. Hệ Stella không có điểm yếu nào, cũng không kháng bất kỳ hệ nào cụ thể, mà nó chỉ có hiệu ứng gây gấp đôi sát thương lên những Pokemon đang Terra Starlight, bất kể chúng Terra thành hệ gì. Pokemon bình thường ngoài Terrabagos, khi trở thành hệ Stella, vẫn giữ nguyên tính chất của hệ cũ, nhưng khi tấn công bằng một chiêu thức bất kỳ, nó sẽ được tăng gấp đôi sát thương nếu chiêu đó là chiêu cùng hệ, hoặc là tăng 1/2 lần sát thương nếu chiêu đó là chiêu khác hệ, và chỉ tăng được sức mạnh một chiêu duy nhất,
còn những chiêu còn lại sẽ có sát thương bình thường. Những chiêu như là Terra Star Storm hoặc là Terra Blast sẽ biến thành hệ Stellar và có hiệu ứng khác nhau. Nhưng ở đây tôi sẽ nói về sức mạnh của chiêu Terra Star Storm của Terra Bogos thôi hen. Khi Terra Bogos dạng Terra Storm trở thành hệ Stellar, ngoài việc thay hình đổi dạng thì tổng chỉ số của nó sẽ tăng lên 700 với sinh lực cao ngất ngưỡng là 160 và hai mảng phòng thủ chắc chắn khó mà bị đập đổ. Kèm theo đó là công đặc biệt 130. Chiêu Terra Star Storm bây giờ sẽ tăng gấp đôi sát thương lên bất kỳ Pokemon nào đang Terra trên sân. Và với những chỉ số được tăng cường trước đó nhờ Khao Mai, mà không những mấy đứa Terra hệ ẩn, mấy đứa Pokemon thường không biết sống nổi hay không ấy chứ. Chưa kể đến đặc tính của nó lúc này là Terraform Zero, có tác dụng xóa bỏ tất cả hiệu ứng của mọi loại thời tiết và địa hình trên sân một lần trong một trận đấu. Đặc tính này có thể trở thành một con bài đảo ngược thế trận đối với những đội hình chơi theo thời tiết hoặc là địa hình cỏ như là Rillaboom. Còn tụi Paradox giờ đây cầm Booster Energy không à, cho nên là địa hình hay thời tiết của tụi nó cũng không quan tâm lắm. Nhưng không làm khó được Paradox thì phá rối được chiến thuật của đối phương cũng khá là ngon rồi ha. Lên hàng chơi với huyền thoại thì Mirrodon, Corridon, Kyogre hay là Groudon đều phải ngán cái con rùa bảy màu này hết. Đó là chưa kể một slot trang bị trống cho Terrabagos tha hồ giúp nó hồi máu bằng Leftover nữa. Nên lại xuất hiện thêm một Pokemon huyền thoại nắm đầu cuộc chơi nữa rồi. Mà cỡ tới tay ai người đó phất thôi ha. Và đó là cái nhìn bao quát của tôi về sức mạnh của 7 Pokemon mới toan được giới thiệu trong bản TOC lần này. Tương lai vào ngày 11 tháng 1, huyền ảo của thế hệ này sẽ xuất hiện. Nên hãy cùng chờ đón xem nó có sức mạnh như thế nào nhé. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và chúc mừng năm mới. Bye!